Nhìn. Muốn gì? Muốn gì cũng được. Bây giờ tôi mới sáng thức dậy đang ăn mà kiếm chuyện này. Tao kiếm chuyện mày hả? Yes. Kiếm chuyện. Yes. Cứu nạn mày thiệt là. Trời, chửi cho mọi người nghe nha. Đó, mọi đúng người thấy không? Bà chửi tôi á. Ừ. Tôi đó đụng chạm gì bà? Đó. Tôi đưa. Alright, sáng nay đi về ăn cơm. Đi về chỉ muốn ăn bằng niên nè. Mà mẹ cứ đi về ra cái kiếm chuyện ngoài. Muốn sống là bình yên. Bình yên. Tao không có đụng tới bà. Cái mặt của David nhìn hơi lạ, tay đang bị dị ứng. Cái gì? Trời đất ơi! Tôi đang ăn! Đó! Đã có chiến chuyện nè. Ăn ở đây cũng không yên nữa. Yeah. No more.